Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, địa chỉ Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh, giới thiệu trường. Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh, nằm trong top 10 trường trung học phổ thông có đầu vào, đầu ra cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân trở thành niềm mơ ước của không ít phụ huynh và học sinh vào mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp 3. Cô Vũ Thị Ngọc Dung, bên trái, hiệu trưởng nhà trường, tọa lạc ở trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trường Bùi Thị Xuân sau hơn gần 40 năm xây dựng và phát triển ngày càng mở rộng, đẹp và tiện nghi hơn để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Mỗi ngày một nâng cao của xã hội. Ngôi trường này là niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh, kết quả đạt được, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp luôn là 100%. Tỷ lệ đỗ đại học xấp xỉ 100%, trường vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008. Huân chương Lao động hạng nhì năm 2015, ngoài ra, trường còn vinh dự nhận được nhiều bằng khen. Cờ của Chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh, bộ GDRT, trường còn là cái nôi của nhiều diễn viên ca sĩ sở hữu thành tích và sự nổi tiếng trong nước như Diễm My 9X, Thu Thủy, Thái Trinh, Hoàng Oanh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.